sao rồi Hạnh? Sắp xuất viện rồi hả? Mừng quá. Vậy là hai mẹ con của Hạnh không cần phải lo nữa rồi nha. Ừ, vậy là vui rồi. Bình tĩnh quá. Ông bình tĩnh, ông ngồi ông uống trà, ông đọc báo quá. Ông coi như là không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ tôi phải định hình ông là con người như thế nào. Vô tâm hả? Không, sai rồi, ông có trái tim mà, đúng không? Ừ. Hay là một con người đuôi điếc? Cũng bậy nữa, ông nghe được, ông thấy được mà, làm sao mà đuôi điếc, đúng không? Mà chính xác hơn là ông vô hình. Cái gì vậy trời? Sáng nay ai đạp trúng đuôi bà, bây giờ bà kiếm chuyện với tôi là sao vậy? Tôi không rảnh đâu mà đi kiếm chuyện với ông. Mà tôi thấy ông bình tĩnh một cách lạ thường. Trong khi có chuyện quan trọng như vậy mà ông coi như là không có gì là sao? Ờ thì chuyện quan trọng mà chuyện gì là quan trọng? Ông không biết hả? Không biết. Vậy thì tôi nói cho ông biết nghe chưa? Thằng John với con Hạnh hai đứa nó yêu nhau đó. Tức chưa? Thằng John với con Hạnh hai đứa nó yêu nhau? Sao bà biết? Thằng John nó nói cho bà biết à? Không, thằng John nó không nói cho tôi biết. Mà tôi nghe, tôi thấy mấy lần rồi. Thằng John với con Hạnh tụi nó nói chuyện điện thoại với nhau, cười giỡn âu yếm với nhau lắm. Và cho đến ngày hôm nay, tôi khẳng định là hai đứa nó yêu nhau. Rồi vậy đâu có chuyện gì đâu quan trọng. Vậy mà không quan trọng. Có gì đâu quan trọng. Ông phải nhào vô ông can ngăn tụi nó. Bà nói chuyện mắc cười. Vậy bà nói được. Trời đất ơi, tôi nói cho bà nghe, nó muốn yêu ai, nó muốn lấy ai, đó là chuyện của nó. Cha ruột của nó còn chưa cản nó được, huống hồ chứ tôi với bà chỉ là người dân thôi đó bà. Trời ơi là trời ơi là trời ơi. Trời Phật ơi, gói xuống mà coi chồng của tôi nè. Trời ơi, con gái của mình, con gái của mình mà ông không hề giúp đỡ, không hề là giúp nó bất cứ một chuyện gì về chuyện tình cảm. Mà trong khi đó đó, ông giúp người dương như vậy đó hả? Trời ơi ông ơi, quy một dĩa mất gừng mà em đem dương cho người khác, không coi được hả? Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi, bỏ xuống mà coi đi nè. Trời ơi, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi là tôi không bao giờ muốn con bé hai nó yêu cái thằng John đâu bà ơi. Trời ơi là trời, làm ơn làm phước cứu tôi đi ông trời ơi. Vợ tôi nó bị nhũng não rồi nè trời ơi. Nè, ông đừng có nhái tôi nghe chưa? Được, nếu không phải là con bé hai đó thì cũng không phải là con Hạnh, mà phải là người khác. Gì vậy? Là bởi vì sao? Sao? Là tại vì nếu mà anh Bảy biết chuyện này á, chắc chắn là ông sẽ không đồng ý. Và biết đâu nữa ông sẽ nổi xung lên, ông sẽ làm cái chuyện gì á, ông sẽ không biết được ha. Mà nguyên nhân tại sao ông Bảy nổi xung là chính là ông làm đó. Ông biết nguyên nhân là sao không? Nguyên nhân là sao? Là ông đó bày đặt mai mối cho thằng John, xúi thằng John về Việt Nam ha, rồi để nó gặp con Hạnh, rồi nó yêu con Hạnh. Mà con Hạnh là ai? Là một đứa con gái nạ dòng,